Bạn chưa từng thắc mắc liệu người bạn của mình có phải là một người bạn thật sự hay không? Video hôm nay sẽ cho bạn những gợi ý để nhận ra một người bạn thật sự. 1. Người bạn thật sự thường động viên và khích lệ bạn, nhìn thấy những điều tốt đẹp và tích cực ở bạn. Người đó luôn hỗ trợ bạn trong những tình huống khó khăn và sẵn sàng làm chỗ dựa cho bạn. Người đó sẽ luôn tìm cách giúp đỡ và tìm giải pháp để giải quyết vấn đề. 2. Luôn dành tặng những lời khen thật lòng và ủng hộ bạn, cổ vũ cho thành công của bạn. Một người luôn phủ nhận những thành công, hạ thấp hoặc không tin vào những điều mà bạn đạt được, đó không phải là một người bạn thật sự. 3. Người bạn thật sự luôn biết im lặng và lắng nghe những điều bạn nói, hỏi han một cách chân tình để bạn dễ dàng thổ lộ những điều khó nói, chia sẻ những câu chuyện của riêng mình. Khi có chuyện không vui, những người bạn thật sự không nói vòng vo, họ trung thực và đi thẳng vào vấn đề. 4. Một người bạn thật sự dễ dàng thoải mái nói ra cảm xúc, suy nghĩ thật của mình với người kia. Đó có thể là những điều không hay, không tốt, những thiếu sót, khuyết điểm để người kia sửa đổi. Bạn bè chân tình không nói sau lưng mà sẽ nói trực tiếp với bạn, không nói dối về những điều nhỏ nhặt hay lớn lao. 5. Người bạn thật sự sẵn sàng dành thời gian cho bạn. Cho dù bận rộn thế nào, người đó cũng dành thời gian cho bạn. 6. Biết giữ lời hứa. Nếu người đó hay thất hẹn với bạn, hờ hững với những kế hoạch của cả hai, họ là những người không giữ lời hứa. Hãy lơ người đó và gạt ra khỏi thời gian biểu của bạn. 7. Không có động cơ gì khác khi chơi với bạn. Người bạn thật sự không bám theo bạn vì sự nổi tiếng, giàu có, tiện lợi hay vì buồn chán. Nếu một người bỗng nhiên thân mật với bạn và sau đó lờ đi khi họ tìm được nhóm bạn mới, những người này không thể gọi là bạn bè. 8. Một người bạn thật sự khiến bạn cảm thấy vui vẻ. Sau mỗi lần gặp mặt, bạn cảm thấy vui vẻ, tinh thần thoải mái, thỉnh thoảng cười khi nhớ đến những chuyện cùng trải qua với nhau. Bạn đang có một người bạn thật sự. Đó là người khiến bạn luôn thấy vui khi ở bên cạnh họ. 9. Quan tâm đến bạn. Một người bạn thật sự quan tâm đến bạn trong một đám đông, cũng không bỏ mặc bạn khi có một người khác xuất hiện. Nếu bạn tìm thấy được điều gì đó hữu ích, đừng tiếc một like cho video này nhé. Và hãy chia sẻ để có thêm nhiều người có được những điều bổ ích cho cuộc sống. Hãy comment bên dưới nếu bạn còn có những suy nghĩ, mong muốn gì thêm cho video. Đây cũng là động lực để chúng tôi làm tốt hơn cho những video sau. Và nếu bạn vẫn còn muốn xem tiếp những video khác, hãy nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được video mới nhất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến kênh. Chúc mọi người có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và mãi đồng hành cùng kênh Điều Bạn Quan Tâm nhé.